Có nhã ý muốn giúp đỡ người đàn ông này, nhưng trông bộ dạng có vẻ hơi hấp tấp và gấp gáp. Ơi, anh ơi. Ờ. Ổn vậy? Ờ. Sỉnh hay vậy? Ờ, chưa sỉnh rồi. Trời ơi, tôi thấy anh sỉnh lắm rồi đó. Thôi để tôi đỡ anh vô lề chứ đứng sao nguy hiểm lắm. Đi. Uống sỉnh dữ không biết nữa. Thôi để tôi phụ anh vô lề cho. Chứ đứng ngoài này nguy hiểm lắm. Vô. Trời ơi. Bẻ lái qua đây, Trời. Sao vậy? Anh sỉnh quá rồi đó.